Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm online tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm chấm viên. Phần mềm này hỗ trợ các bạn học câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên và tương đương ban hành theo quyết định 3309 ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Học viện Hành chính quốc gia. À, tôi sẽ giới thiệu với các bạn hôm nay cái bài phần 2 chuyên đề 2 là kỹ năng phân tích giải quyết tình huống à, trong hành chính nhà nước thì các tài liệu khác là hoàn toàn học tương tự xin giới thiệu với các bạn như vậy các bạn có nhu cầu kết nối zalo với thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo số điện thoại 0912 595654 à 0943078123 sau khi các bạn kết nối zalo với thầy giáo các bạn sẽ nhận được tin nhắn video bài giảng các bạn xem video bài giảng miễn phí trên điện thoại của các bạn phần mềm hình thức trách nghiệm chấm viên là phần mềm phi lợi nhuận À, sau đây tôi sẽ minh họa cái phương pháp học như sau. À, riêng cái tài liệu bồi dưỡng ngành công chức, à, công chức ngành chuyên viên này các bạn có thể tải trên Google hoặc sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo các bạn sẽ nhận được à, qua tin nhắn Zalo. các bạn mở cái tài liệu này lên, à, thì như vậy nó dày khoảng 400 trang đến 450 trang. À, vì vậy, thì các bạn thấy thì là phải học như thế nào cho nó tốt thì sau đây tôi sẽ minh họa cái phương pháp như sau chúng ta khởi động trình duyệt trên máy tính sau đó chúng ta gõ cái lần đầu tiên chúng ta gõ http hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trắc nghiệm chấm viên sau đó xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thấy câu hỏi trắc nghiệm tài liệu công chức bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên à, theo quyết định 3309 đây rồi các bạn để đúng cái mục này các bạn để con trỏ sang cái mục khác thì sẽ không đăng nhập được À, sau đó chúng ta nhập ký danh mật khẩu khi các bạn có ký danh mật khẩu thì các bạn phải bí mật người khác biết được đăng nhập phần mềm các bạn mất lượt đăng nhập à, sau đó các bạn chọn login thì các bạn thấy ở trên phần mềm có à, hướng dẫn các bạn làm hết lượt truy cập là mỗi một mục câu hỏi là ba lần hoặc là còn lượt nhưng mà hạn dùng hết 6 tháng à, giới thiệu với các bạn như vậy để các bạn biết ký danh mật khẩu của bạn chỉ có giá trị trong thời gian 6 tháng hoặc hết hạn hết lượt truy cập 3 lần trong mỗi mục câu hỏi. Thì cái mục câu hỏi số 1 là phần thứ nhất kiến thức chung gồm 7 chuyên đề. Phần thứ hai là phần kỹ năng gồm 9 chuyên đề. phần ba lớn là câu hỏi cho các chuyên đề trọng tâm. Phần bốn lớn là các bạn có thể thi thử các chuyên đề ở phần bốn lớn này. Hôm nay các bạn học đến cái chuyên đề à, phần 2, kỹ năng. À, tôi giới thiệu với các bạn chuyên đề 2, kỹ năng phân tích và giải quyết tình huống à, trong hành chính nhà nước. Thì Các bạn để con trỏ tại chuyên đề 2. Các bạn nhấn nút trái chuột. Sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới. À, các bạn thấy sẽ có chữ thực hiện đề thi. À, di chuyển xuống phía dưới. Các bạn chỉ mũi tên chuột vào đây, nhấn nút trái một lần. Sau các bạn thấy Start các bạn nhấn vào start là bắt đầu à, sau đó các bạn thấy uh, lần đầu tiên uh, hoặc là khi thi thử các bạn nộp bài sớm đều nhìn vào chữ finish học lần đầu các bạn cũng kết thúc sớm kết thúc ngay để phần để các bạn nạp dữ liệu vào bộ óc các bạn đã các bạn nhấn nó trái chuột vào finish để xem như hoàn thành khi chuyển xuống phía dưới các bạn thấy chữ nộp bài kết thúc đây rồi nhấn nó trái nhấn nó trái nộp bài kết thúc sau đó các bạn à, di chuyển, ví dụ như các bạn di chuyển từ trên xuống dưới để đi tìm câu hỏi. À, các bạn muốn về câu hỏi nào đó ở trên cái ô vuông này, các bạn nhấn nó trái chuột vào tên số thứ tự. Thì sau đó các bạn thấy chuyên đề 2 thì à, nội dung câu hỏi thì các bạn soi vào đây, tức là cái tình huống đặt ra để giải quyết tình huống này. Như vậy cái phương pháp học tài liệu thì dày khoảng 450 trang thì các bạn sẽ học như thế nào cho tốt? Đây là một tác phẩm khoa học rất đầy đủ và chi tiết chứ còn nó tác phẩm truyện thì các bạn đọc từ đầu đến cuối thì các bạn nắm được ngay. nhưng đây là tác phẩm khoa học thì cái phương pháp học tốt nhất thì đây là cái kinh nghiệm mà dạy đại học thầy giáo đã đưa ra là chúng ta phân giả cái tài liệu ra làm nhiều ý nhỏ để mỗi một ý nhỏ chính là một câu trả lời trách nhiệm để các bạn giải quyết à, ví dụ như đây là một tình huống đâu không phải là nguyên tắc phân tích giải quyết tình huống thì phương án A à, nguyên tắc quản lý để xã hội bằng hiến pháp và pháp luật phương án B nguyên tắc công khai minh bạch phương án C nguyên tắc khách quan trung thực phương án D nguyên tắc chính xác nhanh chóng kịp thời thì phần mềm hướng dẫn các bạn để giải quyết câu hỏi này các bạn căn cứ vào phần 2 chuyên đề 2 trang 500 256 đến 257 à, các bạn kích chuột vào file các bạn tìm đến cái trang 256 này. Đó. Thì mục bốn nhỏ nguyên tắc phân tích giải quyết tình huống thì đưa ra các nguyên tắc. Thì các bạn đọc nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật. Thì quản lý xã hội bằng hiến pháp pháp luật là như thế nào thì sẽ phân tích ở trên cái đoạn này các bạn sẽ đọc để hiểu cái cái phân tích nguyên tắc này. Rồi nguyên tắc khách quan trung thực. À, thì đây là nguyên tắc thứ hai thì nguyên tắc khách quan trung thực là gì thì giải thích cho các bạn ở đây cái phần tôi bôi điên đấy các bạn đọc đấy các bạn nắm rồi nguyên tắc chính xác nhanh chóng và kịp thời là gì thì giải thích ở dưới này thì như vậy chúng ta ghi nhớ sẽ có ba nguyên tắc đó có có ba nguyên tắc chỉ vào trong trừ nhân nó trái như vậy phần mềm sẽ tích sang đây cho các bạn ghi nhớ ba nguyên tắc ở ba cái cạnh đầu dòng đây đó thì bây giờ để làm câu hỏi này thì đâu không phải là nguyên tắc thì chúng ta tìm ra ba cái phương án là nguyên tắc dùng phương pháp loại trừ trừ ba cái nguyên tắc đi thì còn lại một cái không phải là nguyên tắc là cái loại câu như vậy nữa khi chúng ta đang học ở nhà chúng ta học theo như vậy cho bài bản còn kỳ thi chính thức diễn ra mà rơi vào cái loại câu này chúng ta liếc một phát là biết được cái không phải ngay đó xin giới thiệu với các bạn như vậy chúng ta soi vào đây soi vào ba cái nguyên tắc này thì phương án a nguyên tắc quản lý xã hội bằng hiến pháp pháp luật là đúng như trong tài liệu đây phương án c nguyên tắc khách quan trung thực đúng như trong tài liệu đây phương án d nguyên tắc chính xác nhanh chóng kịp thời đúng như trong tài liệu đây rồi như vậy a c d là ba nguyên tắc trừ a trừ c trừ d còn lại b nguyên tắc công khai minh bạch không phải là nguyên tắc phân tích giải quyết tình huống đây là nội dung phương án B là nội dung trả lời cho câu hỏi này đó các bạn thấy đấy phương pháp làm là chúng ta hiểu nội dung để kỳ thi chính thức diễn ra ra đề kiểu gì chúng ta cũng làm được chúng ta học để có kiến thức vượt qua kỳ thi chúng ta học để có kiến thức khi chúng ta trúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn đó mới là phương, phương là mục đích chính à, các bạn thay nội dung của phương án B không phải là nguyên tắc thì bằng một nội dung không phải nguyên tắc khác chúng ta có một cơ hội mới vì vậy chúng ta có vô số những cơ hội nghiệm nhiệm à, vì vậy các bạn không chạy show đi tìm cơ hội trách nghiệm để học được à, tôi vừa minh họa cho các bạn như vậy để chúng ta học và hiểu nội dung à, trên cơ sở nào để giải quyết cái câu hỏi này thì tôi đã trình bày với các bạn như vậy Đấy là thay vì chúng ta phải đọc một cái cuốn tài liệu rất dài thì nay chúng ta có thể đọc tóm tắt trên nền vàng này trong khi chúng ta ôn tập À, giới thiệu với các bạn như vậy. À, các bạn muốn học à, lại cái mục này hoặc hoặc là học cái mục khác, các bạn chỉ chuột vào mục hai la mã này này, nhấn nó trái một lần để bảo mật cái mật khẩu của mình. À, các bạn kết thúc phiên làm việc với phần mềm, các bạn chỉ mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình có cái hình người này, nhấn nó trái chuột một lần để các bạn chọn à, thực đơn thoát là thoát ra khỏi phần mềm. Các bạn chỉ dấu chiếu để tắt. Như vậy tôi đã giới thiệu xong cái phương pháp học trên phần mềm hình thức trách nhiệm cho viên thông qua học tài liệu và uh, bồi dưỡng công chức ngành chuyên viên uh, theo quyết định 3309 phần 2 phần kỹ năng uh, chuyên đề 2. Uh, xin giới thiệu với các bạn phần mềm còn hỗ trợ các bạn học viên ôn tập dự thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức ôn tập dự tuyển công chức viên chức các môn kiến thức chung tiếng Anh và tin học. Để uh, các bạn có nhu cầu kết nối Zalo với thầy giáo các bạn xem video của thầy hay và bổ ích, nếu chưa chọn nút đăng ký trên YouTube thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký. Để nhận được hai cái tiện ích. Tiện ích thứ nhất có video bài giảng mới các bạn nhận được sớm nhất. Tiện ích thứ hai là các bạn xem video bài giảng theo từng mục. Như vậy là chúc các bạn thành công.